cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, có độ cao 1.500m so với mặt nước biển. Cảnh sắc thiên nhiên và người dân địa phương đã làm cho thành phố Đà Lạt có một nét rất riêng. Đó là sự phối trộn tuyệt vời của cảnh quan kiến trúc độc đáo, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng nằm giữa núi rừng, giữa những thung lũng hoa trải dài, lung linh bên mặt nước sóng sánh. Hòa quyện với đó là lối sống mộc mạc, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đã tạo nên một phong cách người dân Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch và mến khách mà các thành phố khác hiếm có thể có được. Nhằm đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển bền vững thành phố Đà Lạt trong tương lai, kỷ lục gia tiến sĩ Phạm Ết vừa là nhà quản lý, vừa là nhà khoa học, vừa là một giáo viên. Với tâm huyết của mình trong suốt nhiều năm bền bỉ, với những trăn trở và đam mê nên đã tập trung tìm tòi, nghiên cứu sự hội tụ về cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc và con người Đà Lạt. Hướng tới kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, năm 1893, năm 2023, Thư viện Lâm Đồng xin được trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc tác phẩm Đà Lạt, ba thiên đường, hai hội tụ, một tầm nhìn của tác giả kỷ lục gia tiến sĩ Phạm Ết. Sách do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành năm 2019. Đây là một trong những cuốn sách có giá trị, vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Là sự kết tinh từ niềm say mê và miệt mài nghiên cứu trong suốt hơn 30 năm của tác giả. Với độ dày 486 trang, được in trên khổ 15 x 21cm, tác phẩm được xây dựng thành 4 chương. Mở đầu cuốn sách, tác giả đã khái quát quá trình 125 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt. Từ năm 1893, khi bác sĩ Alexander Dzerzhin đặt chân lên cao nguyên Lâm Viên, đến quy hoạch Đà Lạt qua các thời kỳ, từ trước năm 1945 đến nay. Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, tiến sĩ Phạm Ết đã nêu lên 10 đặc thù của thành phố Đà Lạt so với các thành phố khác ở Việt Nam và trên thế giới. Đây là một sự nhận diện tạo được thú vị đối với độc giả. Đến với chương 2, quý bạn đọc sẽ bắt gặp ba thiên đường du lịch, thiên đường tình yêu và thiên đường nông nghiệp. Có lẽ đây là phần được tác giả dành nhiều thời gian và dày công nghiên cứu nhất, chiếm trọn 222 trang của tác phẩm. Để làm sáng tỏ tính chất thiên đường như là đặc thù riêng, được cộng đồng trong và ngoài nước cảm nhận và công nhận. Qua nghiên cứu khoa học và phân tích sâu sắc thực tiễn, tác giả đã chứng minh được Đà Lạt thật sự là thiên đường du lịch, thiên đường tình yêu và thiên đường nông nghiệp. Trong chương 3, quý bạn đọc sẽ được dẫn dắt đến hai hội tụ, cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc và con người Đà Lạt. Tác giả đi sâu phân tích quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt, luôn thực hiện theo nguyên tắc bảo tồn cảnh quan kiến trúc trong phát triển đô thị. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa bảo tồn và phát triển đã tạo cho Đà Lạt một nét rất riêng về cảnh quan kiến trúc. Kính thưa quý vị, khép lại những trang cuối cùng của tác phẩm là một tầm nhìn về quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Ở phần này, tiến sĩ đã đề cập đến tính quy luật khách quan và tất yếu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Sự vận động này đã, đang và sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới, nhất là trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua phân tích về quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Đà Lạt, tiến sĩ Phạm Ết đã có những khuyến nghị và đề xuất một số ngành và lĩnh vực mà Đà Lạt có lợi thế, để cho thế hệ trẻ Đà Lạt tham khảo, nhận thấy cơ hội trong tương lai với tầm nhìn dài hạn. Từ đó có khát vọng, có quyết tâm cao, biến những tri thức trở thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng Đà Lạt ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, tương xứng với tiềm năng vốn có. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, những người yêu quý sách và những người yêu mến thành phố Đà Lạt, xin được gửi đến tác giả những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất. Kính chúc tác giả thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thật nhiều ý tưởng sáng tạo
để góp phần nhiều hơn nữa cho thành phố Đà Lạt phát triển bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và chủ động hội nhập quốc tế. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và quý bạn đọc đã chú ý lắng nghe.